giờ mà cần đấy người mà cứ lấy dao trong làng thì trước chỉ đi ăn cỗ thôi. Làm không biết bao giờ cái đám cưới. Mà ở Bắc Linh nhỉ? Thế à? Ừ, tại vì đứa này nó cũng xấu mà nhỉ? Xấu thật, đứa này nhìn xấu thật. Mặt nó thì mặt nó biết nó nhiều tàn nhang, cái gì cái đen xì xì ấy. Xì đi ấy nhỉ? Mặt nó cái đen xì. Đúng rồi, nó có vợ rồi, nó lấy cần là tốt. Lấy cho cái thân nó. Nó chạy người mới có mặt thôi chứ còn cơ bản bây giờ ế nhiều lắm chứ mà bây giờ mà loanh quanh không lấy được vợ. Đúng rồi. Phải nói bây giờ thằng nào không lấy quay không lấy được vợ. Ừ. Xấu cái dạng bây giờ. Ba lăng bây giờ là không lấy được vợ. Cứ nhìn vào ông cứ nhìn vào mấy ông trong làng mình giờ nếu cứ tính từ cứ tầm 35 đổ lên thế giờ chắc 30 đổ lên thế làng mình chắc phải có tầm đôi 30 cuộc. Nhiều lắm không ít đâu. Con cứ tính 86 có 2 này. 872 này, 88 thì tạm thời hết rồi này. À 88 của thằng Chính nhưng bị nó không có nhà không nói này. Chính nhưng Mỹ ấy. À chính hả? Chính à. Là 88 hả? 88. Ừ. 89 thì còn một số đấy. 89 thì bọn thật đấy. Thật là còn một số. Ừ. Là 90 thì còn đông lắm. 90 thì còn mấy vị? Tính vào 90 năm nay 35 rồi chứ ít đâu. Ờ, nguyên cái gì, nguyên cái trò mẹ đã 39 rồi, nó mà 90 là nó cứ bảo là trẻ chứ không có 35 tuổi gì đấy. Rồi. Không nghề nghiệp gì là ế rồi. 90 là còn vướng ít thì năm nay là 35 rồi. 35 tuổi rồi đấy.